Xin chào quý vị và các bạn. Đây là cái cổng vào của khu đô thị Kim Trung Di Trạch ở Hoài Đức, Hà Nội. Ở bên trong là một cái dự án khu đô thị rộng khoảng 140 hectare. Nó được phê duyệt quy hoạch vào năm 2007 và được kỳ vọng sẽ trở thành một cái khu đô thị hoành tráng ở phía Tây Hà Nội. Và cũng giống với như cái khu đô thị Lideco ở cái Trạm Trôi ấy, thì sau 10 năm thì cái khu đô thị này vẫn để mọc hoang hóa. Khoảng 1.000 tỷ đồng của giới đầu cơ nhà đất đã bị chôn vùi ở nơi đây đến tận bây giờ. Và không biết là tương lai của nó sẽ đi về đâu. Vậy thì cái lý do vì sao lại như vậy? Chúng ta đều biết là ở cái thời điểm mà cái bong bóng bất động sản nó vỡ cách đây 10 năm. Và khi đó thì Hoài Đức thì nó vẫn thuộc Hà Tây. Cái thời điểm đó thì cái mỗi mét vuông ở đất ở đây nó lên giá khoảng 50 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Quá là kinh khủng. Tuy nhiên mà khi dự án nó đang tiến triển thì Hà Tây thì được sáp nhập vào Hà Nội. Và khi đó thủ đô được mở rộng, đồng nghĩa với việc là sẽ điều chỉnh lại quy hoạch chung. Sau khi Hà Nội có quy hoạch thì cái nó sẽ có một cái tuyến đường vành đai 3.5 chạy qua cái khu đô thị Kim Trung Di Trạch này. Từ đó đến nay thì dự án đắp chiếu. Chủ đầu tư thì họ lấy cái lý do là chờ quy hoạch đường vành đai 3.5 để tạm dừng cái dự án. Nhưng mà nguyên nhân chính thì ai cũng biết đấy là khi mà cái bong bóng bất động sản nó vỡ năm 2010 thì giá đất ở đây nó tụt từ 70 triệu đồng một mét vuông về còn có 20 triệu đồng thôi. Đương nhiên là chủ đầu tư cũng biết là nếu mà tiếp tục dự án thì chắc chắn lỗ. Và đó, tôi nghĩ đó chắc chắn là cái nguyên nhân chính mà cái dự án đắp chiếu đến tận bây giờ. Mà với khoảng 1.000 tỷ đầu tư giai đoạn 1, mà cái tiền đấy chủ yếu là của ngân hàng với lại của giới đầu cơ đã đầu tư vào đây. Các bạn có thể thấy là giờ hầu hết các cái biệt thự liền kề ở đây đều để hoang. Cũng đã được 10 năm rồi đấy các bạn. Hiện tại mới chỉ có hai, tôi thấy là có hai nhà đã có bóng dáng là có người ở thôi. Không biết người ta có ở hay không, gọi là hoàn thiện thôi. Tóm lại đây nó là một cái hậu quả của các cái vấn đề nó mang tính lịch sử trong cái giai đoạn quản lý đất đai của huyện Hoài Đức trước đây. Cái thời đó tôi thấy là họ quá dễ dãi trong cái việc cấp đất. Còn cái dự án, các cái dự án thời đó thì đưa ra nó thiếu cái tính thực tế. Giống như những các cái vấn đề mà tôi đã trao đổi với các bạn ở cái video về cái khu đô thị Lideco ở Trạm Trôi. Và cái việc mà chạy theo bong bóng bất động sản nó vỡ ra như thế thì đương nhiên là cái dự án này không thể triển khai được. Cái đáng tiếc nhất đấy là cái đất để hoang và người dân thì không có đất để sản xuất. Hơn 140 hectare nha các bạn nhé, để hoang hóa. Và trong suốt 10 năm đấy thì cái khu đô thị Kim Trung Di Trạch này là nó làm một cái điểm nóng về cái tệ nạn xã hội. Người dân ở quanh đây thì luôn cảm thấy bất an bởi vì đây nó là một cái, nó trở thành một cái tụ điểm để hút chích ma túy. Đấy là đương nhiên thôi, bỏ không, không có ai bảo vệ một dự án để hoang hóa, không có triển khai gì thì nó là một cái khu vực cực kỳ lý tưởng cho các tệ nạn xã hội. Đường vành đai 3.5 kết nối đại lộ Thăng Long với lại quốc lộ 32 thì nó dài khoảng 5 km. Theo quy hoạch thì nó chạy qua đây và dự kiến nó sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Nghĩa là khoảng cuối năm sau.
Đây sẽ là một cái điểm sáng để làm ấm lại cái bất động sản ở cái khu vực này. Và mới đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có cái động thái là cứu cái dự án khu đô thị Kim Trung Di Trạch này, khi đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tăng thêm khoảng 8,6 hectare nữa, phục hồi làm ấm lại cái thị trường bất động sản, cái đất giá đất nền ở cái khu vực này. Và cái đáng tiếc nhất là nó đã để hoang hóa khoảng 10 năm nay rồi. Tôi nghĩ là nó sẽ phải tiếp tục hoang hóa đến khoảng trong vài năm tới. Người chịu thiệt thòi đầu tiên đấy là những cái người dân mà mất đất sản xuất.